Các bạn, ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tô màu nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đi tô màu nào. Trước khi đi tô màu, nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng mình cùng đi tô màu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn.
Vậy là mình đã tô màu xong nhé các bạn nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tô màu nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tô màu. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi tô màu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn.